Chào các em, chúng ta lại gặp nhau ở vòng số 7 Philombic của khối lớp 6. Thành thật là thầy cũng không nhớ là hôm nay nó mở cái vòng này, cho nên thầy bắt đầu làm hơi muộn, các em thông cảm nha. Trước tiên là cũng rất là cảm ơn rất là nhiều học sinh ở trên toàn quốc, rất nhiều tỉnh thành đã ủng hộ, đã tham gia rất là nhiệt tình các cái khóa học khởi đầu luyện thi viên bích trên mạng của thầy. Và hy vọng chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều ở những cái khóa học khác thú vị hơn sau này. Chúng ta bắt đầu làm bài thi số 1. Đỉnh núi trí tuệ. Tập hợp các ước chung của ba cái số này. Thì muốn tìm các ước chung của ba số đó thì các em cứ bắt cho được cái ước chung lớn nhất của ba số đã ha. Ước chung lớn nhất của ba số thì chắc là các em quá rành rồi, đúng không? Nhưng mà nói thật với các em là nếu chúng ta mà cứ giải theo kiến thức ở trên trường á, theo các bước ở trên trường á, thì sẽ rất là lâu, cực kỳ lâu luôn, không? Mà trong cái đó thi viên bích thì nó áp lực. Nhưng mà rất may là đã có những kỹ thuật trong khóa học V61 của thầy hướng dẫn rồi, cho nên cái việc giải nó trở nên rất là đơn giản. Ta tìm nhanh ước chung lớn nhất của ba số này bằng những kỹ thuật đã biết. Chính là số 1 nha. Ước chung lớn nhất là 1 thôi. Ước chung lớn nhất mà bằng 1 thì nó chỉ có đúng một ước chung, có một phần tử ha, tập hợp các ước chung có một phần tử. Còn trên trường các em sẽ làm khá mất nhiều thời gian, đúng không? Đây, trên trường các em phải đi phân tích cái này ra là hơi bị khổ cực luôn ha. Nó sẽ là 2 nè, nhân cho 3 mũ 2 rồi nhân cho 5 mũ 3 đó, rồi ở dưới 1001 thì mình phân tích ra thì nó bằng 7 nhân cho 11 nhân cho 13, 7429. Nếu ta cứ trung thành với cách làm trên trường thì sẽ rất là lâu, nó sẽ bằng 17 nhân cho 19 nhân cho 23 đó. Các em thấy nó không có cái ước chung, nó không có cái thừa số nguyên tố chung nào hết, vậy có nghĩa là ước chung lớn nhất của nó chỉ là 1 mà thôi. Như vậy tập hợp các ước chung chỉ có một phần tử, đó là số 1 mà thôi đó. Còn nếu chúng ta thực hiện theo những kỹ thuật thầy đã dạy trong khóa học V61 thì chúng ta làm xong lâu lắm rồi ha. Tập hợp các ước chung của 18 và 60 thì các em cứ bắt cho được cái con ước chung lớn nhất là ước chung lớn nhất của 18 và 60 á thì sẽ là mấy? Sẽ là 6, đúng không các em? Không tin các em kiểm tra lại ha. Đúng luôn. Sẽ là 6. Như vậy suy ra ước chung, ước chung sẽ là gì? Ước chung sẽ là những ước của 6 là 1, 2, 3, 6 này. Vậy có 4 phần tử các em nhé. Nói chung là muốn tìm các ước chung thì các em cứ bắt cho được cái thằng cầm đầu đi, là ước chung lớn nhất thôi. Và từ đó nó khai ra hết mấy cái ước ước đồng bọn của nó ha, ước chung của nó. Vậy thôi. Cái này ta học rất kỹ trong khóa học V61 rồi. 100 chia hết cho 2 và 5 là quá đúng. 35 với 37 cộng lại chia hết cho 2 thì đúng quá. 108 chia hết cho 2 thì chia hết cho 3 nữa quá đúng. Cái này 133 là lẻ, cộng 8 là chẵn thì làm sao chia hết cho 2 được, không? Lẻ cộng chẵn ra lẻ. Lẻ thì làm sao chia hết cho 2 được?
tập hợp các ước chung của 4 và 12 thì các em bắt cho được ước chung lớn nhất đã. Ước chung lớn nhất chính là số 4, phải không? Như vậy là các cái ước của 4 sẽ là 1 nè, 2 nè và 4 nè. Vậy là các ước chung của 4 và 12 là chỉ có 3 phần tử thôi, là 1, 2 và 4. Gọi A là những bội chung. Gọi A là thuộc thì đúng hơn, nhưng ghi bằng là sai này. Như vậy là A sẽ thuộc tập hợp nào các em? A sẽ thuộc tập hợp là A sẽ thuộc tập hợp ước chung của bội chung của 4 và 18. Đầu tiên là 0. Tiếp theo sẽ là gì? Sẽ là 36. 36 chia cho 4 và 6 chia cho 18 ha. Và kể từ giờ phút này các em cứ cộng dồn lên. 72. 36 cộng 36 là 72. 72 cộng tiếp 36 là 108. Vân vân. Hả? Nhưng mà A của chúng ta là phải nhỏ hơn 100. Như vậy là có 3 số này thôi. 3 số này là bộ thuộc tập hợp các bội chung của 4 và 18 mà nhỏ hơn 100. Người ta hỏi số lớn nhất thì đó là số 72. Đơn giản vậy mà. Đúng không? Rồi tiếp tục. Chọn phép tính đúng. Nhân hai lẽ thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng hai số mũ. Cái này sai rồi, cái này đúng rồi các em. Giữ nguyên cơ số 4 và cộng hai số mũ lại. Đề dễ quá ta. Rồi. Cái này các em có thể dùng kỹ thuật tìm x mà thầy đã dạy trong khóa học vi số 1 ha. Còn không thì mình giải bằng tay thôi. Mình giải bằng tay thì mình sẽ đưa hai bên dấu bằng về hai lũy thừa giống nhau phần cơ số. Rồi sau đó mình ép hai số mũ bằng nhau ha. 5 nhân cho 25. 25 chính là 5 mũ 2. 5 mũ 2 tất cả mũ mũ x. Còn bên kia 5 mũ 11 chia cho 5 mũ 2 á là sẽ bằng 5 mũ 9. 5 mũ 9. Như vậy nếu các em dùng 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 cái kỹ thuật tìm x trong khóa về số 1 thì mình thử tìm nhanh coi. 5 25 nè. 5 nhân 25 mũ x. Rồi. 5 mũ. Ta nhập thử. Không được. Không được. 4 kìa, x bằng 4. Nếu dùng máy tính, các em ra ngay x bằng 4 luôn ha. Còn nếu giải bằng tay, giải theo biến đổi trên lớp thì ta làm sao? Rất đơn giản. 5 mũ 2 tất cả mũ x. Có nghĩa là có x nhóm nhân với nhau, đây số 5 này thì thầy giữ lại nha. 5 mũ 2 tất cả mũ x. Hay là thầy để nguyên số 25 hồi nãy cho dễ hiểu đi kìa. Là có x số 25 nhân với nhau. X số 25 nhân với nhau. Bên kia thì cứ để nguyên 5 mũ 9 đi ha. Chỗ này mấy em lớp 6 thì hơi khó hiểu này. Có x số 25 nhân với nhau. Mà mỗi số 25 á thì lại là 5 nhân 5. Mỗi số 25 lại là 5 nhân 5. Bên này cũng vậy. Mà có x nhóm như vậy, mỗi nhóm có hai số 5. Vậy là tóm lại là có x nhóm, mỗi nhóm có hai số 5 nhân với nhau thì cuối cùng ta sẽ có là 5 mũ 2 nhân x. Đó. X nhóm mỗi nhóm hai số 5 nhân nhau có nghĩa là bằng 5 mũ 2 nhân x. Đó. Có nghĩa là có 2 nhân x
số 5 nhân với nhau. Và vâng, 9. Xin lỗi, 5 mũ 9. Như vậy là ta sẽ có là 5 mũ 1 cộng cho 2 nhân x là bằng 5 mũ 9. Okay. Nhân hai lửa thực nguyên số là 5 này ta ghi là 5 mũ 1 cũng được mà, đúng không? Rồi nhân hai lửa thực nguyên số thì ta giữ nguyên số 5 cộng hai số mũ. Nó bằng kia. Rồi tới đây, hai lũy thừa bằng nhau mà giống nhau phần cơ số là 5. Như vậy bắt buộc hai số mũ phải giống nhau, tức là bằng nhau. 1 cộng 2x bằng 9 thì dễ dàng các em giải được là x bằng 4. 4 nhân 2 cộng 1. Thì phương án nào là phương án sai? X là ước của 4, đúng mà, 4 là ước của 4. X là bội của 4, 4 cũng là bội của 4, đúng. X là số chính phương, 4 là số chính phương, đúng em. Số chính phương là số gì? Chính phương là số 0, số 1, số 4, số 9, số 16, số 25, vân vân. Thầy cũng ôn cho các em về số chính phương nha. Đó, số chính phương là cái số mà được tạo thành sau khi lấy một số tự nhiên khác bình phương lên đó. 0 là 0 bình phương, mũ 2, 1 là 1 mũ 2, 4 là 2 mũ 2, 9 là 3 mũ 2, vân vân. Như vậy đáp án sai ở đây là x là số nguyên tố nha. Tiếp tục, n là một số tự nhiên, n cộng 3 chia hết cho n trừ 1. N cộng 3 chia hết cho n trừ 1 có nghĩa là cái phân số n cộng 3 phần n trừ 1 sẽ là số tự nhiên. Đó. Bây giờ cái này á, nếu mà các em đã học khóa học V61 rồi thì giải rất nhanh. À, thử nha, thử giải này. Rồi, như vậy n sẽ bằng 2, bằng 3 và bằng 5. N bằng 2, 3, 5. Mà người ta hỏi n nhỏ nhất thì n sẽ bằng 2 kìa. Nhưng mà bây giờ thầy sẽ giảng theo kiểu toán học ha, chứ không thôi nhiều em không biết gì đâu. Bây giờ các em có nè, n cộng 3 phần n trừ 1 thì nó sẽ bằng n trừ 1 cộng 4, để bằng như cũ. N cộng 3 thì cũng giống như là n trừ đi 1 rồi lại cộng cho 4 thì vẫn bằng n cộng 3 như cũ thôi. Các em suy ngẫm đi. Đó. Tới đây các em học ở lớp tiểu học rồi. Thầy sẽ tách cái này thành hai phân số ha. 4 trên n trừ 1 này nè. Hai phân số này cùng mẫu, cộng lại thì ta lấy tử cộng tử giữ mẫu này. Và ngược lại, một phân số mình cũng có thể tách ra thành hai cái tử riêng nè, hai cái mẫu riêng, mẫu giống nhau. Và tới đây các em để ý tiếp nè. N trừ 1 phần n trừ 1 n trừ 1 phần n trừ 1 á, thì nó bằng 1. Nó bằng 1. Hai số giống nhau, tử mẫu giống nhau mà chia cho nhau nó sẽ bằng 1. Rồi cộng cho các anh bạn này thôi. Rồi tới đây các em phải suy ngẫm chứ, cho kỹ chứ thôi khó hiểu nè. N cộng 3 phần n trừ 1 là nó biến đổi thành biểu thức này rồi. Và n cộng 3 phần n trừ 1 muốn là số tự nhiên, tức là n cộng 3 chia hết cho n trừ 1 á, thì lúc đó cái kết quả chia tử cho mẫu phải là số tự nhiên, đúng không? Như vậy cái này là phải là số tự nhiên, thì cái này cũng phải là số tự nhiên này các em. Mà hiện tại cái biểu thức cuối cùng này là tổng của số 1 với lại một phân số. Vậy cái tổng này mà muốn thành số tự nhiên á, thì sẽ tùy thuộc vào cái phân số 4 phần n trừ 1. 4 phần n trừ 1 mà là số tự nhiên thì lúc cộng với 1 nó mới ra số tự nhiên. Còn 4 phần n trừ 1 không phải số tự nhiên mà là số thập phân chẳng hạn, hay là phân số. Phân số mà tử mẫu nó, tử không chia cho mẫu á, thì lúc đó là cái này nó không thành số tự nhiên được. Như vậy là cần cái gì? Các em sẽ cần cái gì?
ta sẽ cần cái này thuộc số tự nhiên, là số tự nhiên. Như vậy suy ra là n trừ 1 phải là ước của 4. Giờ suy ra là n trừ 1 phải thuộc tập hợp sau đây. 1 cũng được, 2 cũng được, 4 cũng được. Giờ suy ra n nó sẽ thuộc tập hợp sau đây, hay là nó sẽ bằng 2 cũng được, rồi 3 cũng được và 5 cũng được. N trừ 1 bằng 1 thì n bằng 2, n trừ 1 bằng 2 thì n bằng 3, n trừ 1 bằng 4, n bằng 5. Người ta hỏi n nhỏ nhất kia nhé, giờ ta lấy số 2. Còn tại sao thầy nghĩ ra cách làm này? Thì các em hãy tham gia khóa học V61 ha. Và sắp tới thầy sẽ mở một số khóa học mới nữa, thầy sẽ mở thêm khóa học V62 để nâng cao các kỹ năng của các em. Tiếp tục, khẳng định nào sau đây là đúng? Các số chẵn là các số chỉ chia cho 2 thì đúng rồi. Các số chia hết cho 2 và 5 thì chia hết cho 10 mũ 2. Cái này là tầm 7 rồi, đúng không? Bây giờ thầy lấy số 10 chia hết cho 2 và 5 này, nhưng mà đâu có chia hết cho 10 mũ 2 đâu. Thì cái này sai. Đó. Hồi nãy mình thấy cái này đúng này. Các số chẵn là các số chỉ chia hết cho 2 thì quá đúng rồi. 10 mũ 100 chia hết cho 2, chia cho 5 và chia cho 10. Ủa, cái này cũng đúng chứ nhỉ. Khẳng định nào sau đây là đúng? Ủa, này hai cái này có vẻ đúng hết nè. Các số có dạng đuôi là 0 thì chỉ chia cho 5, không chia cho 2. Cái này sai rồi. Cái này sai luôn. Các số chẵn là các số chỉ chia cho 2. Ôi, tầm bậy. À, ví dụ thầy lấy số 4 là số chẵn, ngoài chia cho 2 nó còn chia cho 4 nữa. Đúng không? Vậy cái này mới đúng nè. Đây mới đúng nè. Xin lỗi các em nhé, cái này sai. Đọc lớn nữa là chết liền ha. Cái này mới đúng. Câu cuối cùng. Có tất cả bao nhiêu số chia hết cho 3 có dạng 1510 đơn vị, à 10 và 1 đơn vị. Thì dễ thôi, 151 cộng lại á là bằng 7 rồi. Đúng không? 7 đâu chia cho 3. Vậy các em thêm 0 không được, 1 không được, 2 là 1 cộng 5 cộng 1 cộng 2 là nó bằng 9, là chia cho 3. Và kể từ giờ phút này các em cộng thêm 3 đơn vị, 2 cộng 3 là 5. 1 5 1 cộng thêm 3 nữa là 8. Hết. Các em mà cộng 3 nữa thì nó vượt qua cái chữ số 9 ha. Vậy ta có 3 số. Đây. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần thi, bài thi thứ nhất. Rồi, ta qua bài thi số 2 các em. Cái này gì quên rồi, sắp tăng dần hả? Hay là bằng nhau? Thầy ứng nhanh quá, thầy quên mất. Thầy quên đọc mất. Rồi, bây giờ 828 người ta cho rồi ghi lại thôi. 50 người ta cho rồi ghi lại đi. Số A, B, C lớn nhất chia cho 6. Vậy mình đi ngược lại thôi em. Mình bắt đầu mò ngược lại. Số 3 có chữ, số có 3 chữ số lớn nhất là 99. Mình chia cho 6 coi. 999 chia 6 dư 3 coi. Chia 6 dư 3 ha. Này, chia 6 là dư 3. Như vậy là suy ra là giảm đi 3 đơn vị là thành 996. Là sẽ chia cho 6 là lớn nhất. Nào. Giảm đi 3 đơn vị là thành chia cho 6 thôi. Như vậy là mình sẽ có đây là 996. Số nguyên tố lớn nhất có dạng A trăm 27
A127. Giờ cái mò ngược thôi, các em thử 927 coi. Và có phải số tố không? Dùng kỹ thuật thầy đã dạy trong khóa V61. Ồ, cái này nó là không phải số tố kìa. Nó là cái này. Nhân cho 103, giải bỏ. Thử 827. Nó là số tố. Theo kỹ thuật thầy dạy trong khóa V61 thì 827 là nguyên tố. Chọn luôn ha. Như vậy nó là 827. Ta qua tiếp theo. Chia hai lẽ thực cùng dư số. Chia hai lẽ thực cùng dư số thì ta giữ nguyên cơ số và trừ hai số mũ. Ha. Rồi giờ các em giữ nguyên cơ số là a nè, rồi lấy hai số mũ trừ nhau là 3n trừ cho n trừ 1, đúng không ạ? Bây giờ các em suy nghĩ về cái mũ này. Này, cái mũ này lôi cổ xuống đi. Ba nhân n trừ cho n trừ cho một cộng cho trừ cho một trong mặt. Các em chưa học quy tắc giống mặt cái nhớ nhỉ, nó cũng hơi mệt á. Em chưa học quy tắc giống mặt thì hơi mệt á. Chưa học quy tắc giống ngoặc. Rồi bây giờ mình nói như thế này cho dễ hiểu đi. Đây giờ thầy có 10 thì trừ cho 6 trừ cho 2 nha, thì nó sẽ bằng 10 trừ cho 6 rồi cộng 2. Không tin các em thử đi. 6 trừ 2 là 4 nè. 10 trừ cho 4 á. 10 trừ cho 4 là bằng 6. Đúng không? Còn bên kia 10 trừ 6 là 4. 4 cộng 2 thì cũng bằng 6. Như vậy là khi lấy 10 trừ cho cái hiệu của 6 và 2 thì các em có thể lấy 10 trừ cho 6 đã rồi được bao nhiêu cộng với 2. Giờ ta bắt trước, trên này sẽ là 3n trừ cho n đã được bao nhiêu cộng cho 1. Vậy nha. Rồi sau này các em học quy tắc giống mặt rồi á, thì các em sẽ dễ hiểu hơn thôi. Bây giờ tới đây ta sẽ có gì? 3n trừ cho 1n, 3 lần n, 3 nhân n là 3 lần n, trừ cho n là trừ 1 lần n là còn 2n, rồi cộng cho 1 thôi. Vậy các em nhé. Vậy cuối cùng nó thành, ở trên nó sẽ thành a mũ 2n cộng 1. A mũ 2n cộng 1. Rồi bên cạnh là gì? A nhân cho a mũ 2 nhân a mũ n, thì cái này giống cái bài này xx gì nãy. Cái a đầu tiên thầy để nguyên. A mũ 2 tất cả mũ n, có nghĩa là n lần mũ a mũ 2 nhân với nhau. N lần a mũ 2 nhân với nhau. Cái này là n lần này. Để tìm cái dấu này, dấu này n lần n lần n lần mà mỗi lần mà có hai số a nhân với nhau
Tôi nhắc lại nha, đây là n lần mà mỗi lần là có hai số a nhân với nhau, vậy có tất cả là a mũ 2 nhân n. Rồi a đầu tiên thì ghi là a mũ 1, như vậy là ở đây nó sẽ bằng a mũ 1 cộng 2n. Như vậy giống cái này, giống cái này rồi, hai cái đó đi với nhau rồi kìa. Này nãy giờ khá khá tốn máu của mình ha. 996, 827. Rồi giờ mình có thể tiễn mấy cái thằng giống nhau đi nhanh nè, hai này đi với nhau nè, tốn máu quá. 996 với lại trên này 827 với 827. Rồi còn lại bốn cái này, thì cái này các em vác máy ra các em tính luôn được. 3 mũ 6 cộng 2 mũ 2 nhân 5 mũ 2. 3 mũ 6 cộng, rồi trừ 2 cộng 1. Nha. Này bằng 828 nha. Cho đi với này. Dạ hai này đi với nhau. Đi thi thì bấm luôn đi ha. Bây giờ mình coi thử nó làm sao để mình bồi dưỡng kiến thức. Bộ số của 10 có hai chữ số và một chữ của nó là bình phương số tự nhiên. Thì bộ của 10 bình phương của số tự nhiên là số chính phương đó các em. Bội của 10 thì các em thử từ 10 cho tới 90 thôi à, thì các em sẽ thấy là 50. 50 là bội của 10 có hai chữ số và một nửa của nó là 25, và 25 là số chính phương thì do 5 mũ 2 lên. Rồi ta qua bài thi số 3, vượt chướng ngại vật. Số ước chung, giờ các em cứ bắt cổ cho được cái thằng ước chung lớn nhất là các em, thằng cầm đầu. Các em bắt cho được ước chung lớn nhất nha. Ước chung lớn nhất. Giờ dùng kỹ thuật thầy dạy ở khoa học V số 1, ta sẽ tìm nhanh ước chung lớn nhất. Rồi số 3 okay. Ước chung lớn nhất là 3. Còn các em làm theo kỹ thuật trên trường, trên lớp cũng được, nhưng mà sẽ mất thời gian đó. Vậy số ước chung sẽ là bao nhiêu? Số ước chung sẽ là 2 thôi. 3 là số nguyên tố mà. Ước chung của 3 số đó chính là ước của ước chung lớn nhất. Thì có 1 với 3 này. 2. 2 ước chung. Vòng này dễ. Tập hợp các ước chung lại cái bài đó nữa. Ước chung lớn nhất của 4 và 12 sẽ là 4. Thì ước chung của các ước chung của 4 và 12 sẽ là các cái ước của ước chung lớn nhất, tức là 1, 2, 4 nè. Gặp con nào khó hơn đi. Số tự nhiên nhỏ nhất có đúng 8 ước số. À, cái này đụng tới cái bài mẫu ở trong khóa học V61 luôn các em. À, thầy cũng nhắc lại em nào muốn học học nâng cao về kỹ năng luyện viên bích thì các em vào trang web luận.wordpress.com với nha. Đây. Thì mọi thông tin cách đăng ký học online thì các em vào trong này, chính thức khai giảng các khóa luyện thi. Đây khối 6, khối 7, khối 8, khối 9. Hiện tại thì mới mở mấy khối khởi đầu, mấy khóa khởi đầu ha. Sau này thầy sẽ mở thêm các cái khóa học nâng cao khác nữa. Đại số hình học,
rồi thi thử cấp trường, vân vân. Số tự nhiên nhỏ nhất có đúng 8 bức số. Thì giờ thầy thử thử 2 mũ 7. Đó. Với lại 2 nhân 3. 8 bức số, 8 là do 4 nhân 2 đúng không? 4 nhân 2 vậy đây thầy lấy mũ 1. Đây thầy lấy mũ mũ 3. 1 cộng 1 là 2, 3 cộng 1 là 4, 2 4 là 8. Hoặc là thầy lấy 2. 2 mũ 1 nhân 3 mũ 1 nhân 5 mũ 1. Hay là còn một trường tình huống nữa là 2 mũ 3 nhân cho 3 mũ 1. Thì trong khóa, một trong những nội dung của khóa học về số 1 là nói về số ước số ha. Giờ thầy cho số số k. Số k có kết quả phân tích thành nguyên tử là x mũ a. X mũ a nhân cho y mũ b nhân cho z mũ c. Thì lúc đó số ước sẽ là gì? Số ước sẽ là a cộng 1 nhân b cộng 1 nhân cho c cộng cộng 1. Các em theo dõi cái khóa học tham gia khóa học về số 1, các em sẽ nắm được rõ hơn cái điều này ha. Bây giờ thầy giảng nhanh thôi. Ví dụ đây, 2 mũ 7 thì số ước của nó sẽ là 8 ước. Mà 2 mũ 7 thì sẽ bằng 128. Rồi. Cái này sẽ có số ước là 1 cộng 2. 1 cộng 1 là 2, 3 cộng 1 là 4, 2 4 là 8. Cái này chính là 2 nhân cho 3 mũ 3 là bằng 54. Còn cái này thì bằng 2 mũ 3 nhân cho 3 thì bằng 24. Cái này 24 cũng có 8 ước đó các em. 3 nhân 1, 3 cộng 1 là 4. 1 cộng 1 là 2, 4 2 là 8. Rồi ở dưới 1 cộng 1, 1 cộng 1, 1 cộng 1 là 2 nhân 2 nhân 2 là 8 ước luôn đó. Vậy số đó là số bao nhiêu? 2 3 6 6 là 30. Vậy số nhỏ nhất là số 24 đó. 24 là số tự nhiên nhỏ nhất có đúng 8 bức số, không hơn, không kém. Vậy nha. Cái này trong khoa học về số 1 thì có giảng rất kỹ. Vậy đáp án là 24, ta chọn qua câu khác. Tập hợp các ước chung của ba số 12, 55 và 31. Thì các em cứ bắt cho được ước chung lớn nhất đã. Nãy giờ mình gặp bài này không biết bao nhiêu lần rồi. Hình như là 1 á. Ước chung lớn nhất là 1. Tại vì thầy thấy số 31 là số nguyên tố mà. Đúng không? Vậy tập hợp các ước chung của nó chỉ có số 1 mà thôi. Người ta đang lừa mình á. 31 là số nguyên tố rồi. Như vậy là ba số này mà chia hết cho một số nào đó chỉ có số 1 thôi, hoặc là 31. Bởi vì 31 chỉ có hai ước đó thôi mà. Nhưng mà các em thấy 12 với 55 thì cũng thể chia cho 31, vậy chỉ chia hết cho 1 thôi. Câu hỏi khá lừa ha. Tổng tất cả các số nguyên tố có dạng 10A. Một chục A đơn vị, đó là số nào? Số nguyên tố có dạng đó là 11 nè, 13 nè, 15 là không được, 17 là được, 19 cũng được. Rồi hết, cộng lại 11 cộng 13 cộng 17 và cộng cho 10, 19, 60.
Rồi, hẹn gặp lại các em ở cái bài thi nít số 2, nít số 2 nha. Đây là nít số 1.